Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính tiêu dùng. Không phải trực tiếp đến ngân hàng, thậm chí không phải rút tiền mặt mà vẫn thanh toán mọi giao dịch chuyển tiền, chỉ cần thông qua mạng Internet, đó là tiện ích của dịch vụ gói tài khoản đang được một số ngân hàng triển khai hiện nay. Trong đó, gói tài khoản đầu tư sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhằm hỗ trợ những người vừa làm kinh doanh thường xuyên có tiền vào tiền ra liên tục trong tài khoản, vừa có nhu cầu đầu tư vay vốn của ngân hàng. Phần tư vấn tiêu dùng ngày hôm nay sẽ cung cấp thông tin về gói tài khoản này cho quý vị. Đầu tư bất động sản, thêm cả bán hàng quần áo online, anh Cường phải giao dịch chuyển và nhận tiền liên tục, hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng một ngày. Thông thường để giao dịch số tiền đó, phải ra ngân hàng để chuyển khoản hoặc rút tiền mặt trả cho đối tác. Nhưng khi đăng ký gói tài khoản đầu tư, anh Cường chỉ cần ngồi một chỗ, thực hiện mọi giao dịch nhanh chóng, lên tới 1 tỷ đồng một ngày. Không chế số tiền giao dịch không quá 1 tỷ một ngày. Như thế là mình thấy là phù hợp nhất. Và mình không cần phải đi ra ngoài, không cần phải tới phòng giao dịch, không cần tới phòng gọi là gặp mặt trực tiếp khách hàng để mình cầm một đống tiền mặt đi sang, vừa nguy hiểm mà là cả nó không thuận tiện cho việc kinh doanh. Gói tài khoản đầu tư là một trong 4 gói tài khoản đang được một số ngân hàng áp dụng hiện nay, không chỉ để hỗ trợ tối đa các nhu cầu thanh toán thường xuyên mà gói tài khoản này còn nhằm chia sẻ gánh nặng lãi vay với khách hàng. Với bất kỳ cái khoản tiền nào mà chuyển về trên tài khoản thanh toán là cái gói đầu tư thì khách hàng đều được chiết khấu, đều được giảm trừ một cái lãi suất là 1.2%. Có nghĩa là bạn vẫn duy trì một cái khoản vay là ví dụ như là 500 triệu với ngân hàng, nhưng đồng thời là nếu như một ngày bạn có tiền chuyển về khoảng 50 triệu thì với 50 triệu đó bạn sẽ được miễn lãi ở cái phần giảm trừ lãi ở cái phần khoản vay. Như vậy, bất cứ ngày nào có tiền về trên tài khoản trị giá tối đa lên tới 30% số tiền vay của ngân hàng, người sử dụng đều được giảm trừ lãi suất 1.2% của số tiền đó. Ví dụ như bây giờ mình đang có một khoản vay là gần 2 tỷ. Giả sử số dư trong tài khoản đầu tư ấy đang có là 500 triệu thì cái 500 triệu đó mình sẽ được giảm 1.2%. Khi khách hàng có số dư trung bình tháng đạt đủ điều kiện là từ 10 triệu trở lên thì cái ưu đãi giảm 1.2% lãi suất của khách hàng sẽ được tính trên số dư hàng ngày. Nếu luôn kiểm soát được số dư tài khoản cố định trung bình trong tháng thì sử dụng gói tài khoản của dịch vụ ngân hàng sẽ là một sự lựa chọn thông minh, đặc biệt với người công việc bận rộn, có nhu cầu thanh toán nhiều khoản tiền lớn trong ngày. Giao dịch trực tuyến nhanh chóng, an toàn, không phải dùng tiền mặt.